Đấy, mến chào các bạn, đây là Nông cơ Vinh nha. Địa chỉ là ngã ba Tân Phong, quốc lộ Long Khánh, quốc lộ 1A, thành phố Long Khánh, Đồng Nai. Thì mình thấy một chiếc xe máy cày Kubota về nó quá đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ vô mình khám phá xem cái con này á là nước sơn của nó zin hay là sơn lại ha. Con này thì 3001 DT W trắc là cái gì đó, 2 tần số gì đó, W là 2 rồi. Để mình xem coi nước sơn của con này á, nước sơn này là nó zin zin dịt hết ha, nước sơn rin hết, nước sơn mâm là rin nè, vỏ rin mà hơi bị răng nè. Để từ từ mình xem thử cái phần trên. Các bạn thấy nó mới mà nó bóng như là bóng ngáo luôn. Rồi đây, ở đây cũng nước sơn rin luôn, của mâm luôn, vỏ con rin mà hơi răng. Cái con này thì sản xuất cũng cái tầm của nó cũng hơi lâu rồi á, cũng phải từ năm 1980 mấy á, khoảng 86 87 gì đó, nó nằm tầm đó. Để mình kiếm cái đát năm mà sao mình không thấy đát ở mâm này. Rồi vậy là mình đã xem xong phần mâm vỏ rồi ha. Thì mình thấy là mâm vỏ là nước sơn rin ha, mâm vỏ rin ha, vỏ bê tông hết ha. Rồi ở đây tay lái trợ lực nè, trợ lực booster, tay lái trợ lực Nippon Japan ha, tay lái trợ lực. Cái này là ống tay trợ lực, cái ti để trợ lực cái tay lái á. Rồi bây giờ mình xem thử nước sơn rồi ha, rin không ha, tỉ mỉ ha, rin các bạn, bảo đảm không có cái dấu hiệu sơn lại. Đây thông thường là thí dụ người ta sơn người ta tút lại á, là ở đây nó sẽ có một cái để người ta dán keo vô xong rồi người ta cắt đi á, nó sẽ có một cái viền sơn dính. Đây ngọn này không nè, đây nước sơn rin các bạn, rin hết luôn. Đây nhìn là biết rin hết rồi, không có một cái từ trong ra ngoài nè, không có một cái chút nào là tút tét vậy. Cái dòng của ta cái đời này là nó thường thường mà cái nước sơn mà đẹp vậy nó hiếm lắm rồi nha, ít lắm nha, sơn rin luôn á. Bên bóng này còn thiếu một bóng nè, con này chắc chạy chưa có nhiều giờ. Rồi dạng sơn nước sơn rin luôn ha. L3000, động cơ V1501. Ở cái độc vô của con Kubota này, thí dụ nó 1,500 là nhân 2 là 30, nó vậy. V1501 3000 RBM. Để mình xem mấy ký hiệu này, để mình thấy mấy con mình để ý rồi, thí dụ như nó 1,200 là 24 ngựa, 1,500 là 30 ngựa, nó vậy đó. Không biết những con khác thì sao. Đây, nước sơn rin hết các bạn, đúng rin luôn, chuẩn rin luôn. Đây nước sơn này cũng rin hết nè, nó yên rin luôn, yên rin luôn nha, yên rin hết luôn. Ây xa, xem giờ chạy coi, 1371 giờ, đúng chuẩn luôn, sơn rin luôn các bạn nha, không có chuyện mà tút chậm nha. Đây bàn thắng nè, vẫn còn sơn vàng, có nghĩa là con này nó chạy mới 1,000 mấy thôi, nhưng mà chủ của nó là để xe giống như giữ kỹ, thành thử ra là nó còn mới đẹp ha. Rồi mình xem thử động cơ, mình xem thử cái này, lốc kem này, ga ga với tắt máy, ga với tắt máy. Đây đúng rồi, dở lên đây. Wow, quá đẹp các bạn, Động cơ đồ rất đẹp luôn. Không, riêng nó mấy cục cao su nè đó, nó dán nó gắn đồ lên đó. Đây còn nguyên bản đồ hết ha. Con này không biết sao nước sơn đẹp dữ vậy. Sơn riêng mà đẹp thiệt. Rồi cái này không có bình rồi, không đề lên được. Rồi dàn đuôi, đuôi của Kubota những cái đời này thì các bạn biết rồi, sử dụng nắp nè, chuyền nè, không. Rồi quá đẹp luôn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với ông chủ ha, bấm vào xem thêm vào phần mô tả video ha, để mà lấy số điện thoại ha. Đúng là cái hàng mà nó mới nó zin, để mà mình mở ra cho các bạn xem nè, nó mới hay không á, là còn ở cái cổ bô với cái bô nữa nè. Đụng ta không đụng. Đây các bạn thấy không, cổ bô nè đó, cổ bô nè còn trắng toát, thấy không, bô nè đó. Còn rất là đẹp luôn. Rồi em nào có nhu cầu cứ bấm vào xem thêm ha, vào phần mô tả video lấy số điện thoại ha, của ông chủ ha. Rồi mến chào các bạn nha.